Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đời Cõi Âm. Quý vị thân mến, và hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ đón nghe phần 2 của câu chuyện Cuộc Tình Ba Mạng Người do ngòi bút Anh Khoa đã gửi tới cho kênh Người Dẫn Đời Cõi Âm. Và quý vị thân mến, ở trong phần 1 buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đang thấy cả đám bạn sau khi chơi trò cầu cơ thì đã gặp những hiện tượng hết sức là kinh dị, đặc biệt với Danh và Hiếu, hai chàng trai trong nhóm. Sau khi chơi trò cầu cơ xong, Danh và Hiếu còn tò mò và đột nhập vào trong căn nhà hoang mà đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng năm xưa để tìm hiểu và khám phá. Và rồi, hai chàng trai sẽ gặp những cái điều gì khi dám đột nhập vào căn nhà mà biết bao nhiêu năm không ai dám bén mảng tới. Mời tất cả chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 để biết được những tình tiết lôi cuốn hấp dẫn sẽ diễn biến như thế nào quý vị nhé. Sau một hồi dõi theo Danh, cái bóng của Thành từ từ rời khỏi phòng. Cánh cửa cũng được khép lại. Gánh nặng của Danh như được trút bỏ. Anh thở phào một tiếng, bàn tay đặt lên ngực như cố trấn an bản thân. Lúc này, cả người Danh mệt đến rã rời. Anh nằm trên giường nghĩ về Thành, về những cái việc mà Thành đang làm ban nãy. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc, Thành là ai? Người thanh niên này dường như còn biết lập đàn làm phép như hay nghe người lớn nói. Không lẽ hắn ta là một thầy pháp? Càng nghĩ Danh càng thấy sợ. Hóa ra bấy lâu nay Danh đều bị cái mác sinh viên năm cuối của hắn ta lừa. Kỳ thực hắn ta không hề đơn giản như vậy. Chợt Danh như nghĩ ra điều gì. Không lẽ trò chơi cầu cơ lần trước là do hắn cố tình muốn khơi ra và để kéo mọi người nhập cuộc? Cả người Danh như run lên. Nói như vậy, những chuyện ma quái này có lẽ ít nhiều đều liên quan đến Thành hay sao? Phía bên kia, Thành trở lại cái bàn gỗ nhỏ kê sát bức tường. Trên đó còn có ba lư hương, mấy hũ bột, những tờ giấy vàng nằm ngổn ngang có, ngăn nắp có. Bên cạnh còn có những tờ đã được vẽ chi chít những nét vẽ bằng mực đỏ đang khô dần. Thành kéo trong ngăn bàn, lấy ra một hình người khắc bằng gỗ rồi đặt lên bàn. Hai bàn tay đan lại vào nhau, biến đổi mấy lần rồi vươn một ngón trỏ chấm vào hũ mực đỏ. Sau một tràng tiếng rì rầm, Thành điểm vào giữa trán người gỗ rồi vạch một đường dọc mũi. Xong, lại lấy lên một lá bùa, châm vào ngọn nến cho nó bùng cháy. Hùa hùa ba vòng người gỗ trước khi ngọn lửa tắt lịm. Miệng Thành nhếch lên một nụ cười, miệng khẽ lẩm bẩm: Phạm Công Danh, Phạm Công Danh. Hôm sau, Danh lại hẹn Hiếu ra quán nước quen thuộc. Nhìn hai mắt Hiếu thâm quầng, Danh bật cười. Rõ là sợ ma, mà còn đòi rủ người ta đi khám phá nhà hoang. Bố khỉ. Hiếu ngáp dài, cũng chẳng buồn đáp lại. Hai mắt anh lúc này lờ đờ như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhìn thằng bạn bình thường hoạt bát là vậy, mà giờ chẳng còn chút sinh khí nào. Danh cũng có chút ái ngại mà hỏi: Thế làm sao? Đêm qua không ngủ được hả? Hiếu lắc đầu, uể oải đáp lời: Tao có ngủ được đâu. Cứ ngủ được tí lại gặp ác mộng. Đêm hôm mà giật mình dậy cả mấy lần. Chắc mày yếu bóng vía rồi. Chứ tao có làm sao đâu. Đúng là đã yếu còn ra gió. Hiếu nhăn mặt một hồi như nghĩ ra điều rồi mới nói: Tại phòng mày có bùa, ma quỷ nào dám lại gần chứ. Phòng tao làm gì có cái gì đâu. Thế mày sang bên tao mà ở luôn đi. Thôi, ở với mày thì sao mà tao hẹn hò với mấy em ấy của tao được chứ. Hiếu nói rồi nở một nụ cười gian. Danh cũng cạn lời, không biết nói gì hơn. Ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Tao nghe nói để dao với tỏi gối đầu giường là hết đấy mày. Gớm, tao thử rồi. Chả có tác dụng gì cả. Không biết là ma quỷ gì nữa. Nhưng mà lạ lắm mày. Dù tao có mơ có sợ đến thế nào đi nữa, sáng dậy chỉ còn lại cảm giác thôi. Chứ hoàn toàn không nhớ nổi đã mơ những gì. Không những thế, sáng nay tao ngủ dậy cả người cứ mệt rã rời luôn.
ê ẩm, nhức mỏi khắp người. Đầu óc thì mơ mơ màng màng. Chán lắm. Giờ tao mới thèm ngủ đây này. Nói xong, Hiếu ngáp dài một cái như để chứng minh điều mình vừa nói. Dành nghe vậy thì cũng lo lắng, mà không biết giải quyết như thế nào cho thỏa. Hiếu bên kia rụi rụi hai mắt rồi nói. Có khi tao phải đi thỉnh bùa như mày thôi, chứ tao là bị ma ám luôn rồi. Nói cũng phải, nhưng mà tao nghe nói đi thỉnh bùa đắt lắm. Ấy là chưa kể còn không biết bùa có hiệu nghiệm hay không, mà tiền mất tật lại mang. Hiếu nghe Dành nói vậy cũng thở dài. Mấy đứa như Hiếu với Dành đều là người nơi khác tới, làm gì có quen biết ai ở đây. Và lại cho dù có tìm được thầy thì liệu có đủ tiền để mà thỉnh hay không, đấy mới là vấn đề cốt lõi. Để tao thử gọi điện về cho mẹ tao, nhờ bà ấy lên chùa xin vậy, thế cho chắc. Cũng ổn đấy. Hay là tao có ý này. Chỗ tao có tổng cộng 5 lá bùa. Trừ cái lá bùa to tao không dám động, tao gỡ cho mày 2 lá về dán thử xem có hiệu nghiệm không. Khi nào mẹ mày gửi lên thì mày trả lại tao. Chứ giờ mới đi xin thì bao giờ mới có. Nhìn mày thế này, liệu có chịu nổi đến lúc nhận bùa hay không? Hiếu nghe vậy tuy là có tia hy vọng, nhưng mà cũng vẫn còn đắn đo. Thế nhưng mà liệu như vậy có được không? Lỡ tao không được mà mày cũng không xong thì sao? Dành hơi chột xạ nhưng vẫn thẳng thắn. Ôi dào, không được thì mày trả lại cho tao, rồi sang phòng tao mà ở, tạm xa cái em gấu của mày một thời gian mà không được à? Hiếu nghe vậy thì cũng xuôi xuôi không còn phản đối, nhưng trong lòng vẫn còn điều gì chưa yên tâm. Dành như chợt nhớ ra điều gì, ghé lại gần bên tai Hiếu mà nhỏ giọng. Mà này, tao còn chuyện này, tí nữa thì quên. Tao mới phát hiện ra một chuyện động trời. Chuyện gì? Lão Thành bên phòng tao ấy, hình như lão ấy cũng là một thầy pháp, mà có vẻ nó còn phép đen nữa đấy. Cái gì? Anh Thành là thầy pháp á? Làm sao mày biết? Khe khẽ cái mồm thôi, nghe tao kể đây này. Chuyện này ấy, là do tối hôm qua tao cũng như mày bị hù dọa cho tỉnh cả ngủ. Lúc ấy cũng khuya lắm rồi, chắc tầm nửa đêm 1-2 giờ gì ấy. Tao nghe thấy ở trong phòng lão có tiếng động lạ. Tao tò mò mới rình qua khe cửa xem, thì thấy lão như đang lập đàn làm phép với mày, giống kiểu ở quê tao vẫn hay xem. Ớn lắm. Thế rồi sao nữa? Nói nhanh đi. Lúc sau thì tao bị một con mèo đen phát hiện. Nhìn nó kinh dị lắm. Cái mặt dài, răng nhọn mà nhiều hơn giống cái mèo bình thường. Hai tay nó to vểnh ra, nhất là đôi mắt nó ánh lên một màu xanh, nhìn như kiểu mèo ma ấy mày. Tao thề, lúc ấy nhìn thấy nó, không hiểu sao mà tao ớn lạnh sống lưng luôn. Cả đời tao cũng chưa bao giờ thấy như vậy. Hiếu trợn mắt nhìn Danh, không nói gì, tiếp tục chú ý nghe kể. Lúc ấy tao hoảng lắm, vì hình như lão Thành cũng phát hiện ra tao rồi hay sao ấy. May mà tao nhanh trí, leo lại giường nằm giả vờ ngủ. Thế mà lão ấy còn bước hẳn vào phòng tao, nhìn tao chằm chằm một lúc mới bỏ đi. Giờ nhớ lại, tao còn thấy sợ đây này. Rồi sau đó sao nữa? Lão có biết là mày không? Sau đó tao ngủ quên, sáng đi học rồi về gặp mày. Thôi, tao đùa đấy. Dành ngừng một lát rồi lại tiếp. Tao cũng không chắc lão có biết tao không, nhưng tao nghĩ lão cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Thành ra giờ tao cũng hơi lo. Mà mày chắc cũng hiểu, để yên không biết thì thôi. Giờ biết rồi lại không dám về phòng nữa, cứ ớn ớn thế nào ấy. Tao thật không thể tin được, lão Thành mà lại là thầy pháp à? Chợt Hiếu giật mình, tay bám lấy vai Danh vừa lắc lắc vừa nói. Nói như vậy, không lẽ cái chuyện cầu cơ do hắn chủ trì là có ý đồ trước? Thậm chí cả cái chuyện thả ra ma quỷ là do ý định của hắn. Mày nghĩ thử xem có đúng không? Danh nghe vậy cũng bắt đầu thấy lạnh gáy. Từ từ nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, dường như lời của Hiếu đều có phần đúng. Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Danh mới nói khẽ. Tao không biết chuyện này có thật hay không, nhưng có vẻ trong cái phòng của lão ấy nó có gì lạ lạ ấy. Mày có thấy thế không? Hiếu gật gù. Ừ, mày nói tao cũng mới để ý. Hình như mấy tháng nay qua nhà mày chơi,
Tao chưa lần nào nhìn thấy bên trong phòng ông Thành như thế nào đâu. Đừng nói mày, đến cả tao còn chưa nhìn thấy bên trong nữa là... Tao nghĩ chồng ấy chắc chắn phải cất giấu cái gì kỹ lắm. Hay là tao với mày thử lên kế hoạch đột nhập vào trong xem sao. Mày điên à? Đột nhập kiểu gì? Nhỡ ông Thành mà biết thì có mà chết. À, nhưng mà chết kiểu gì nhỉ? Nói chung là tao vẫn thấy ý này của mày nguy hiểm lắm. Đấy là chưa nói, cha Thành này còn chẳng thấy khi nào đòi cái phòng ấy đấy. Tưởng mày thế nào? Hóa ra nhát như cáy thế à? Tao sẽ tìm cách dụ cha ấy ra ngoài một thời gian. Mày có tài mở khóa, thử lẻn vào trong thôi. Chỉ cần xác nhận xem có đúng là cha Thành này làm pháp hay không. Cũng là để tao đề phòng lão ấy mà có luyện phép đen thì chắc tao phải bỏ đi sớm quá. Ở gần mấy người ấy kinh lắm. Hiếu có chút chần chừ nhưng cũng không tiện chối nữa. Cả hai thằng ngồi chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Danh về nhà, nhìn sang căn phòng bên cạnh, hít sâu một hơi rồi tiến đến gõ cửa. Anh Thành! Anh có nhà không anh Thành ơi? Có đây. Danh à? Gọi anh có gì không? Tiếng của Thành lớn dần, rồi cánh cửa hé mở một chút. Khuôn mặt anh ló ra một nửa mà nhìn Danh, hất hàm hỏi. Sao? Chú tìm anh có việc gì? Danh nhớ đến chuyện tối qua có chút hơi run, cố nén lại mà nói. Em định kể cho anh nghe cái này. Có chuyện gì? Kể đi xem nào. Đứng đây không tiện, để em vào phòng anh rồi em kể cho. Danh giả bộ dò ý. Quả nhiên, Thành có chút ngập ngừng mà nói. Thôi, phòng anh bừa bộn lắm. Qua phòng của mày đi cho dễ. Nói rồi, Thành lách người đi qua cánh cửa hẹp. Danh cố ý liếc vào bên trong giây lát. Thế nhưng mà phía sau cánh cửa đã có tấm rèm che lại, khiến anh không thể nhìn thấy bên trong có thứ gì. Khi đã ngồi yên vị trên giường, Danh mới nói với Thành chuyện đột nhập vào căn nhà hoang tối qua. Nghĩ đến chuyện này, chính Danh cũng không khỏi thấy lạnh sống lưng. Cái nhà ấy không phải bình thường đâu anh ạ. Hai bọn em vào đấy xem rồi. Nó ghê rợn lắm. Lúc ấy bọn em mới xem được tầng dưới thôi. Lúc định lên lầu thì như bị ma quỷ trêu ghẹo. Chúng nó không muốn bọn em lên hay sao ấy. Một lúc sợ quá nên bọn em bỏ chạy về. Hai thằng mày cũng liều thật đấy. Anh đã nói trước rồi mà vẫn dám vào cơ à. Nhưng ra được lành lặn thì chúng mày cũng gọi là cao số đấy. Bọn em phải đi cho biết chứ. Tuy sợ nhưng mà nó kích thích anh ạ. Đến lúc mất mạng ra đấy rồi chúng mày lại càng thấy kích thích hơn đấy nha. Nói xong, Thành cười lên ha ha. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại khiến Danh thấy rợn gáy. Thành nói không sai. Lúc ở nhà, ông bà bố mẹ cũng hay nói như vậy. Ma quỷ là chớ nên dây vào, kẻo mà thiệt mạng như chơi. Có lẽ lúc này, Danh mới thấy thấm thía cái câu nói ấy. Thế cái nhà ấy không có cách nào hóa giải được à anh? Phải có cách bắt được hết ma quỷ đi chứ anh nhỉ? Cách thì có, nhưng cần phải cao tay ấn mới làm được. Chỉ cần dùng... Chưa nói hết, Thành thấy mình lỡ lời lại ngưng lại. Danh tò mò gặng hỏi. Dùng cách gì hả anh? Thì dùng bùa dán lên như kiểu phòng mày này. Lại chả cần thầy cao tay ấn mới làm được. Có như thế, bùa mới hiệu nghiệm chứ. Anh nói cũng đúng. Mà em thấy anh cũng tín lắm đấy. Trời gọi hồn rồi cả mấy cái này anh cũng rành luôn. Thì tao nghe ông bà, người đi trước kể lại. Tao lớn đầu hơn mày thì phải biết hơn mày chứ. Thế anh có dám đi vào trong nhà hoang ấy với em nữa không? Thành hơi giật mình. Mày còn chưa sợ? Gan cũng to đáo để đấy. Có gì đâu anh. Em muốn tận mắt thấy ma mới được. Chứ lần trước thằng Hiếu nó sợ nên chạy nhanh quá. Em thì không dám ở lại một mình. Lần này rủ anh đi cho chắc. Mày cũng khôn nhỉ. Muốn chết một mình chưa đủ, còn muốn rủ tao đi theo à? Thế tức là anh không dám đúng không? Thành nửa tự ái, nửa như nghĩ ra chuyện gì, nói thẳng thừng. Đi thì đi. Sợ gì? Tao cũng muốn vào trong đó xem như thế nào. Mày định bao giờ đi? Tối nay luôn đi. Anh nhớ đấy, cấm nuốt lời. Được, lúc nào đi thì gọi anh.
Nói rồi Thành trở về phòng, Danh như mở cờ trong bụng. Đúng là chuyện này có chút sợ, nhưng trong thâm tâm anh đúng là muốn trở lại căn nhà đó một lần nữa. Có lẽ vì một điều gì đó thôi thúc, hoặc vì anh giống như một tấm chiếu mới còn chưa trải sự đời, còn ngông nghênh không biết trời đất là gì. Có chăng những ngày sau này anh mới hối hận về điều đã làm thời thanh niên bồng bột. Sau khi dặn dò Hiếu đâu vào đấy, còn không quên đưa cho anh hai lá bùa mới gỡ ở góc phòng xuống, Danh trở về chuẩn bị đồ đạc để tối nay đi với Thành sang bên căn nhà hoang ấy. Nói là chuẩn bị cho oai chứ cũng có gì đâu. Hai cái đèn pin cỡ nhỏ, rút kinh nghiệm lần trước, bỏ thêm cái khẩu trang vào túi cho đỡ bụi. Bên kia, Thành cũng đã chuẩn bị xong, đeo một cái túi nhỏ ngang hông, một dây đeo chéo vai, nhìn không khác túi đi học làm mấy. Nhưng nhìn kỹ thì thấy nó có thêm một lượt dây may phía dưới, có nút cài hẳn hoi. Đầu bên kia may hay buộc với thắt lưng, khiến cho cái túi cố định một chỗ ở phía hông, chứ không chạy lung tung như túi đi học bình thường. Bên trong cái túi ấy không biết đựng những gì, nhưng cũng khá gọn gàng. Thành kiểm tra lại một lượt thấy đầy đủ, rồi gật đầu mấy cái, mắt lại đảo sang nhìn con mèo đen nằm cuộn tròn trên ghế. Con mèo không kêu tiếng nào, chỉ im lặng nhìn chủ của nó với đôi mắt vàng xanh, con người nở rộng hết cỡ. Chỉ chờ Xanh có cửa ý ới mấy tiếng, Thành đi sang ngay. Vừa nhìn thấy Xanh quấn kín mặt mà bật cười. Mày tính đi ăn trộm hay sao mà quấn kỹ thế? Em rút kinh nghiệm rồi, trông thấy bụi lắm. Nói xong, Danh cũng đưa cho Thành một cái khẩu trang mới tinh. Anh cũng đeo vào đi. Thôi được rồi, mà thằng Hiếu đâu? Sao không rủ nó theo luôn? Danh lắc đầu. Thằng Hiếu nó sợ nên lần này nó không dám đi nữa đâu. Có anh em mình thôi à. Thành không nói gì thêm, cuối cùng vẫn nhận lấy khẩu trang rồi đi thẳng xuống dưới. Lần này đã quen thuộc hơn, Danh leo một mạch vào bên trong. Thành lặng lẽ đi theo sau. Nhưng vừa tới sân, Danh khựng lại. Phía trước mặt, cánh cửa đóng chặt im lìm, xung quanh cây bìm bịp vẫn còn chẳng chịt. Không, không thể nào. Có ma. Nhà này có ma thật, có ma. Danh thấy ớn lạnh, trong lòng hoảng sợ đến nỗi nói không còn kiểm soát được mình đang nói gì. Thành khó hiểu, tiến lại vỗ vai Danh mà thì thầm hỏi. Mày làm sao thế? Vừa mới tới nơi mà đã run như cầy sấy thế này. Ma quỷ gì ở đâu chỉ tao xem. Danh lắp bắp, tay chỉ về phía cánh cửa mà nói. Rõ ràng cánh cửa này đã được bọn em mở ra rồi cơ mà. Em còn nhớ, lúc về bọn em có đóng nó lại đâu. Mà sao bây giờ nó lại đóng chặt như hôm qua thế này? Thành cũng bất ngờ, tiến lại gần xem xét. Danh sợ hãi báo theo sau. Mắt đảo qua đảo lại như đề phòng xung quanh, sợ bất cứ lúc nào cũng có thể có một bóng ma trăng trắng hiện ra hù dọa. Cả hai đứng trước cánh cửa, Thành nâng ổ khóa lên. Hóa ra nó chỉ được móc lại chứ không hề bấm khóa. Anh tiện tay mở luôn cánh cửa. Hơi lạnh từ trong phòng xộc ra khiến Thành và Xanh đều lùi lại. Bụi cũng theo đó mà cuốn lên một lớp mơ màng, mỏng như khói. Cái khẩu trang lúc này thật hữu dụng. Chờ một lát cho không khí lắng xuống, cả hai mới đi vào trong. Đi vào đến giữa nhà, nhìn hết một lượt vẫn không có gì mới. Mọi thứ trong phòng vẫn như lần trước Danh tới. Nhưng lần này anh mới phát hiện trên trần nhà cách đầu, chừng gần 4 mét, đều dán chi chít những lá bùa. Mặc cho căn nhà bị bỏ hoang lâu nay, vậy mà chúng vẫn còn y nguyên, không bị rơi rớt một lá nào. Danh nhìn kỹ, có vẻ như chúng được xếp theo những đồ hình nào đó mà anh không biết, nhưng rất có quy luật. Danh vội kéo áo Thành mà chỉ lên. Thành lúc này cũng mới biết, vừa nhìn qua thì giật mình, trong đầu anh như điện xẹt qua. Căn nhà này không phải căn nhà hoang bình thường. Thành có chút choáng váng, kéo tay Danh quay ngược trở lại, miệng kêu lên. Chạy mau! Danh ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Thành lôi đi sành sạch. Nhưng cả hai còn chưa chạy được mấy bước thì cánh cửa phía trước bất ngờ đóng sầm lại. Bụi một lần nữa tung lên mù mịt. Hai người khựng lại, che mặt ho lên khủ khủ. Danh lúc này lại càng sợ, túm chặt cánh tay Thành mà lắp bắp. Chuyện này là sao hả anh Thành? Có phải có ma hả anh? Thành ho một hồi, dụi mắt cho đỡ bụi.
cũng không trả lời Danh ngay, mà tiến lại gần cánh cửa, nhìn một hồi rồi lắc đầu. Bị nhốt rồi. Hả? Ai nhốt? Ai nhốt vậy anh? Thành quay lại, nhìn vào sâu căn nhà mà thì thào. Chủ của ngôi nhà này. Danh rùng mình, mặt đã tái mét từ bao giờ. Là ma phải không? Thành ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cũng không hẳn. Còn những lá bùa trên kia là gì vậy anh? Tại sao anh lại sợ hãi khi nhìn thấy nó thế? Nói ra mày cũng không biết. Như nghĩ tới điều gì, Thành lại sửa lời. Mà tao cũng không chắc lắm. Có điều tao cảm giác được nó chẳng phải thứ gì tốt đẹp đâu. Ngừng một lúc, Thành nhìn Danh mà hỏi. Đằng nào thì cũng không ra được ngay. Mày có muốn đi vào kiểm tra hết một lượt với anh không? Danh lúc này làm gì còn tâm trí nào mà thám với Hiểm nữa. Nhưng anh cũng không dám ở lại một mình. Thôi thì ám theo Thành, ít ra còn có chỗ dựa tinh thần. Một lần nữa quay trở lại vào trong. Không khí lúc này rõ ràng đã lạnh hơn rất nhiều. Không biết có phải vì bụi bặm hay không, nhưng Danh cảm giác nó có gì đó đặc quánh lại. Thành cũng giống như Hiếu lần trước, nhìn cánh cửa nhỏ dưới gầm cầu thang, rồi nhìn về phía cái bếp, dò xét một hồi rồi quyết định đi vào trong bếp xem trước. Nền gạch đã nứt, cỏ từ dưới đất trôi lên từng bụi, lá cây từ bên ngoài cũng rơi đầy vào bên trong, rõ một cảnh tượng hoang tàn. Nhớ lại lần trước bị hù dọa ở trong này, Danh có chút nổi da gà, khẽ nhắc nhở Thành cẩn thận để ý xung quanh. Nhưng cũng chẳng có gì cả, trừ cái kệ chén đã mục, đổ nghiêng về một phía. Mảnh xanh của bát đĩa rơi đầy bên dưới thì cũng không còn gì đặc sắc. Nhìn bên kia còn có cánh cửa, có vẻ như là cửa hậu. Thành cũng không lưỡng lự mà bước tới. Cánh cửa bằng gỗ đã mục nát, dường như chỉ cần một lực đủ mạnh thì có thể bung ra ngay. Nhìn thấy ổ khóa hoen xỉ, Thành cũng không tiện phá cửa đi ra. Ít nhất thì bây giờ chỉ là đến kiểm tra. Nếu thật sự không cần thiết thì tốt nhất cũng không nên phá phách lung tung. Anh nhìn theo khe cửa ra ngoài, chỗ đã bị mục, gãy bớt một phần tấm gỗ. Phía đằng sau là một khoảng sân sau đầy cỏ, thậm chí còn cao hơn cả đằng trước. Ở đây còn có cả những cây lớn, bị cái bìm bịp leo chẳng chịt, tạo thành một khoảng không đen ngòm. Gió từ bên ngoài thổi vào, nghe lạnh lạnh. Thấy có vẻ như ở ngoài ấy cũng không có gì. Cộng thêm Danh liên tục kéo tay tỏ ý không muốn ra đó, Thành cũng quay trở lại trước cầu thang. Anh không vội đi lên tầng ngay, mà quay sang đi đến bên cánh cửa gỗ dưới gầm cầu thang. Ở đây là một khoảng không gian nhỏ, có mấy cái thanh treo quần áo đóng trên tường và một cái cửa như cái kho chứa đồ lặt vặt. Thành kiểm tra kỹ bên ngoài, rồi mới mở cánh cửa kia ra. Cửa không khóa, chỉ được chốt lại từ bên ngoài. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt, bụi một đống từ bên trong rơi ra, khiến Thành nhăn mặt, vội thu đầu lại, tay phe phẩy trước mặt. Bất chợt, những tiếng lạch cạch từ bên trong liên tục phát ra, khiến cả hai người giật mình. Một cái bóng vụt qua trước mặt, còn chưa định thần lại, thì một cái bóng thứ hai, thứ ba, bốn, năm theo nhau nhảy ra bên ngoài, bò cả qua người của Thành và Danh, khiến hai thanh niên nhảy sững lên, bật cả về phía sau. Danh còn suýt thì hét toáng lên. Hóa ra là chuột, chúng bỏ chạy tán loạn khắp nhà, rồi biến mất sau những lùm cỏ. Danh ngồi xổm xuống, tay ôm lấy lồng ngực đang nhảy lên thình thịch. Thấy không còn con chuột nào nữa, Thành mới ngó vào bên trong. Ngoại trừ bụi và mạng nhện răng đầy, cũng chẳng còn gì nữa. Có vẻ như trước khi bị bỏ hoang, đồ đạc bên trong đã được gom cả đi. Chắc là chúng phải có giá trị lắm thì chủ nhà mới không bỏ lại như những món đồ khác trong nhà. Bây giờ, hai người mới đi lên trên tầng. Danh lại trỗi dậy cảm giác tò mò muốn khám phá trên đó, nơi xảy ra cái án mạng khủng khiếp ngày nào. Danh men theo tường mà đi, cả hai đều không dám bám vào cái lan can gỗ. Nhỡ đầu bị mục quá rồi, nó lại đổ xuống thì rắc rối lắm. Lần này không có tiếng hù dọa như trước, nhưng bên ngoài gió đã mạnh hơn, tiết qua những khẽ hở tạo thành thứ âm thanh ù ù ì ì nghe chẳng mấy dễ chịu. Cả hai đứng giữa hành lang trên lầu, nhìn trái phải đều có phòng. Một phòng nằm ở phía đằng trước, hai phòng có vẻ nhỏ hơn ở phía sau. Còn chưa biết đi bên nào trước, Danh đã lên tiếng thì thầm với Thành.
Em nghe nói vụ giết người là ở trên tầng, hình như là cái phòng bên này này. Danh vừa nói vừa lia cái đèn về phía bên phải, là căn phòng nằm về phía trước của ngôi nhà. Thành liếc nhìn Danh, nhưng không nói mà đi ngược lại. Về căn phòng ở phía sau, đến cánh cửa đầu tiên, Thành vặn tay nắm kiểu cũ, hòa vặn chạm nổi. Có lẽ vì lâu ngày không mở, Thành phải dùng lực khá mạnh mới xoay được tay nắm, kêu cạch một tiếng. Thấy được, anh mới từ từ đẩy vào. Tiếng bản lề cũ kỹ nghiến vào nhau vang lên kèn kẹt. Một thứ âm thanh khiến Danh đứng sau nổi cả da gà, đẩy hai cánh tay. Bụi trên đầu lại lần nữa rơi xuống. Cả hai phồng mồm mà quay đi để bụi không vào mắt vào mũi. Chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay đang mở cửa của Thành, khiến anh giật mình giật tay lại. Hai mắt quên cả bụi mà nhìn vào trong, nhưng chẳng có gì. Sờ lại cổ tay có chút hơi ê ẩm, biết có thứ chẳng lành trong căn phòng này. Thành thò tay vào trong túi, định lấy ra cái gì đó, nhưng nhìn sang thấy Danh rồi lại thôi. Ngón tay trong túi khẽ co lại, miệng hơi thì thầm điều gì đó. Xong, Thành mới đẩy cho cánh cửa mở rộng ra một khoảng đủ đi lại. Cả hai mới từ từ đi vào. Bên trong là một căn phòng tối tăm khá nhỏ hẹp. Ngoài bộ bàn ghế kê ngay ngắn thì cũng chỉ có tủ sách dựng cẩn thận bên cạnh. Nhưng trên giá lại không còn cuốn sách nào. Thành đi vào giữa phòng nhìn hết một lượt. Bốn góc tường, thậm chí cả giữa phòng tơ nhện đã phủ kín mấy lớp dày. Cả cái quạt trần trên đầu cũng răng kín mạng nhện. Nhìn khắp một lượt không có gì khác thường, Thành mới nói Danh quay ra ngoài. Nhưng việc lướt qua dưới sàn nhà, Thành phát hiện lá bùa cũ nằm dưới đất. Nó đã rách đến tơi tả, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy những nét vẽ bằng mực đỏ. Danh cũng tò mò, đến bên cạnh nhìn lá bùa, ngó ngang ngó dọc cũng không hiểu mà hỏi. Lá bùa gì đây anh? Thành vừa định trả lời, nhưng rồi lại nuốt ngược trở lại, thủng thẳng nói. Làm sao anh biết được? Thấy nó dưới đất nên nhặt lên xem một tí. Thấy Thành không muốn đề cập đến, Danh cũng biết ý, chuyển sang chủ đề khác. Nếu như chỉ đánh giá qua những điều mình thấy nãy giờ, em nghĩ chủ nhà này cũng là loại khá giả đấy anh nhỉ? Thành cũng chỉ gật đầu không nói gì, trở ra hành lang lát gạch vàng kẻ ô với hoa văn hình tròn to tướng, rồi hướng về cái phòng phía cuối cùng. Lần này cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ. Thành dễ dàng đẩy cửa đi vào. Đây là một phòng ngủ với cái giường kê chính giữa. Một bên là tủ quần áo, một bên là bộ bàn ghế có lẽ là để uống trà, được kê sát bên cửa sổ. Thành đi đến bên cửa sổ, qua khe hút gió mà nhìn xuống bên dưới, là một mảng đen như mực. Bất chợt, hai đốm sáng lóe lên trong đêm, dường như là hai con mắt đang nhìn lên Thành chằm chằm. Anh đưa đèn lên cố rọi xuống dưới, nhưng chỉ có những tán cây rậm rạp, hai đốm sáng ấy đã biến mất. Trong lòng Thành đã bắt đầu dao động. Tại sao lại như vậy? Căn nhà này thật không bình thường một chút nào. Đến cả bản thân anh cũng không thể hiểu được lý do phía sau nó. Có chuyện gì hả anh? Danh hỏi, cũng định nhìn qua cái khe hẹp xuống dưới, nhưng Thành đã quay ra nói. Không có gì đâu, chắc anh nhìn nhầm cái gì ở dưới ấy. Với lại tốt nhất thì không nên rọi đèn ra cửa sổ này. Nhớ ai bên ngoài nhìn thấy thì rách việc lắm. Thấy Thành nói vậy rồi, Danh chỉ có thể ậm ừ cho qua. Đi lại vòng quanh cái phòng một lượt, chẳng có gì lạ cả. Có mỗi cái tủ quần áo đã rơi rụng cả cánh, không thì cũng đã sập xệ, treo lủng lẳng trên bàn lề mong manh nhỏ bé, có thể rơi bất cứ lúc nào. Quần áo vương vãi khắp nơi, tất cả đã mục nát, chỉ còn lại như một đống rẻ nằm bẹp dưới đất. Chỉ còn lại căn phòng cuối cùng, có lẽ là nơi diễn ra những tội lỗi kinh hoàng năm nào. Ở trong phòng Danh, sau khi chờ hai người kia đi khuất, Hiếu mới từ từ đẩy cánh cửa ra. Để cho cẩn thận, anh còn xuống hẳn dưới, nhìn theo đến khi bóng Danh và Thành khuất vào màn đêm ở cuối hẻm rồi mới đi lên. Anh tháo chùm chìa khóa treo ở con bọ bên hông quần xuống, tìm kiếm một lượt, chọn ra hai đoạn thép nhỏ dài như cây kim. Ở phần đầu hơi bẻ cong lại một chút. Hiếu luồn hai cái đồ nghề vào trong ổ khóa, theo cảm nhận mà xoay xoay chọc chọc. Chưa đến giây thứ năm, một tiếng tạch nhẹ nhàng vang lên, ổ khóa tụt xuống mở ra khỏi chốt. Hiếu cười đắc chí, cái món này sao có thể làm khó được anh.
Cánh cửa từ từ đẩy ra. Hiếu ghé đầu vào nhìn. Hơi lạnh nhẹ nhẹ từ trong phòng phả ra, thổi lên mặt Hiếu, khiến anh nổi da gà. Trong đầu thầm nghĩ, quái, sao ở trong này lại lạnh thế nhỉ? Đến khi đã mở được một khoảng, Hiếu lách người đi vào, rồi đóng cánh cửa lại cẩn thận. Căn phòng này có vẻ tối hơn so với phòng của Xanh. Hiếu vén tấm rèm che, không gian trước mặt mở ra làm anh khựng lại. Dường như nó nằm ngoài tưởng tượng của anh. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của mấy cây nến cắm trên cái bàn ở góc tường. Ngọn lửa nhảy bập bùng không đủ để xua hết đi bóng tối trong phòng. Những đồ đạc nằm im lìm được xếp ngay ngắn dọc theo bốn bức tường. Chừa lại chính giữa phòng một khoảng tương đối rộng, mà Hiếu không biết nó dùng để làm gì. Trên mặt sàn hình như còn có những nét vẽ màu đỏ sót lại sau những lần tẩy xóa không sạch. Đảo mắt thêm một lượt, phía bên cạnh giường nằm còn có một khoảng tường dán chi chít những tấm bùa vàng trắng lẫn lộn. Hiếu tò mò đi lại gần mà nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc, hình đầu con hổ và cả những chữ nho đan xen lẫn nhau nhìn kỳ quặc. Nhưng chính điều này khiến Hiếu toát mồ hôi hột. Dành nói không sai, Thành chính là một người luyện phép, là một thầy pháp. Hiếu còn đang mơ hồ, bỗng phía sau vang lên những tiếng lạch cạch, lạch cạch. Cả người anh như run lên, từ từ đưa mắt về nơi đang phát ra thứ âm thanh đều đều kia. Đó là một cái hộp bằng gỗ, để sát dưới đất. Bên trên còn đè mấy quyển sách đã phủ bụi lên, chứng tỏ đã lâu rồi. Thành không có động gì tới chúng. Hiếu tò mò bước lại gần cái hộp gỗ cũ kỹ ấy. Tiếng lạch cạch vẫn đều đều vọng ra, dường như nó đang thách thức sức chịu đựng của trái tim Hiếu. Hiếu cố gắng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mà gõ gõ hai tiếng lên cái hộp nọ, nghiêng tai muốn lắng nghe cho kỹ cái âm thanh kia, xem nó có phản hồi lại hay không. Nhưng nó đã im bặt, cả căn phòng cũng im bặt, dường như là sự im lặng báo trước cho một điều kinh hoàng sắp xảy ra. Hiếu đưa tay nhấc mấy cuốn sách bìa giả da cũ mềm để xuống dưới đất. Anh khẽ liếc qua nội dung bên trong, toàn là chữ nhỏ, nhìn cũng chẳng hiểu gì cả. Quay lại hộp gỗ, lúc này Hiếu mới phát hiện ở phía mặt trên của nó còn được vẽ đầy những nét mực màu đỏ. Chúng uốn lượn như giun như rắn đang cuốn lại với nhau. Với trung tâm là một vòng tròn, được vẽ như bông hoa cúc cách điệu mềm mại. Xem ra, cái hộp này không phải là cái hộp bình thường. Nó sống như một cái báu vật gia truyền mà anh thường thấy trong phim. Chính cái suy nghĩ ấy lại càng thôi thúc anh mở cái hộp này ra xem thứ đồ ở bên trong. Hiếu chưa mở vội, thử nhấc cả cái hộp lên áng chừng, nó khá là nặng tay. Nếu bỏ bớt đi cân nặng của gỗ, như vậy có nghĩa là đồ bên trong cũng khá khá đầy. Lúc này Hiếu mới như mở cờ trong bụng, bắt đầu lấy đồ nghề ra mở cái ổ khóa nhỏ bên hông. Một ổ khóa bình thường quá đơn giản đối với anh. Cạch một tiếng, ổ khóa đã nằm gọn dưới đất. Nhưng khi anh vừa đưa tay lên định mở, thì phía trên đầu vang lên một tiếng mào rất lớn. Hiếu giật mình nhìn lên, vừa lúc cái bóng đen lao thẳng vào mặt anh. Chẳng kịp tránh, một cảm giác đau rát lan ra trên da mặt. Hiếu à lên một tiếng, ngả người sang một bên. Bàn tay đưa lên bụng lấy chỗ bị thương. Cảm giác đau xót đến tận xương khiến Hiếu nhăn một bên mắt. Nhưng anh còn chưa kịp định thần, cái bóng đen một lần nữa lao tới, kèm theo những tiếng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống Hiếu. Lần này đã có đề phòng, anh né người sang một bên, tránh hàm răng và bộ móng của con mèo đen. Nó vồ hụt, cả người đứng trên đống đồ, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hiếu. Anh cũng nhìn chằm chằm vào con mèo. Hai ánh mắt chạm vào nhau, thứ ánh sáng màu xanh trong con ngươi của con mèo lóe lên. Ngay lập tức, Hiếu cảm thấy choáng váng. Thần trí trở nên mơ hồ, cả người mềm oặt, dường như nó không còn thuộc về Hiếu nữa. Đúng lúc này, cơn đau xót lại nhói lên khiến Hiếu sực tỉnh, vội nhắm hai mắt lại mà quay đi chỗ khác. Con mèo có vẻ cũng bất ngờ. Nó tức giận, một lần nữa lao tới muốn cắn cho kẻ trước mặt thành trăm mảnh. Hiếu cũng không vừa, vết thương trên mặt khiến anh nổi máu muốn trả thù. Hai tay anh nắm lấy mấy cuốn sách vung thẳng vào mặt con mèo đang đà lao tới. Con mèo rú lên một tiếng, ngã vật xuống đất. Rất nhanh, nó lại vùng dậy lao về phía Hiếu. Dường như nó đã phát điên, những cái móng vuốt và hàm răng sắc nhọn liên tục tấn công kẻ thù.
Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi, không thể hơn con người được. Rất nhanh nó đã bị Hiếu đánh ngược lại. Cuốn sách bằng bìa da, mặc dù không bị rách, nhưng cũng không thể tấn công chí mạng cho con mèo được. Nhìn lúc con mèo bị đánh bật ra, Hiếu nhặt chùm chìa khóa lên, mở ra một con dao bấm nhỏ. Con mèo không cảm nhận được nguy hiểm, nó vẫn một lần nữa lao tới. Phập! Dòng máu đỏ phun ra từ miệng, bắn cả lên tay, lên quần áo và sàn nhà. Con mèo từ từ mềm xuống, hai mắt nó trợn ngược nhìn thẳng vào Hiếu. Miệng nó hấp háy. Nếu là người thì có lẽ là đang chăn chối điều gì. Chỉ mất chưa đầy một phút, con mèo nằm im dưới nền nhà. Hiếu thở hồng hộc, cả người anh cũng run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù trả được thù, nhưng anh lại bắt đầu thấy hối hận. Suy cho cùng thì nó cũng là bảo vệ cho nhà của nó, mà bản thân Hiếu là kẻ đột nhập, đáng ra không cần làm như vậy. Hiếu thấy lạnh người, vừa sợ vừa thương con vật tội nghiệp. Anh vuốt mắt cho con mèo, rồi lấy miếng rẻ lau đi vết máu trên tay và con dao. Sau một hồi trấn tĩnh, Hiếu quay lại chỗ cái hộp gỗ. Anh đặt tay lên miệng khóa nhưng lại có chút lưỡng lự. Mục đích ban đầu của anh là để kiểm chứng điều mà Xanh nghi ngờ. Vậy mà bây giờ sự việc có vẻ như đã đi quá xa rồi. Giá như Hiếu cẩn thận một chút, bỏ đi tư lợi bản thân một chút, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này. Đến lúc Thành về, sự việc càng trở nên khó có thể giải quyết ổn thỏa được. Đột nhập nhà người ta, còn giết thú cưng của người ta. Nếu bây giờ lại còn động đến báu vật gia truyền của người ta, thì hẳn là bất cứ ai cũng không thể tha cho Hiếu được. Nghĩ vậy, anh lại thở dài, muốn đứng dậy đi chỗ khác. Nhưng ánh mắt anh lại quay trở lại, nhìn chằm chằm vào bề ngoài của cái hộp. Đó là cái thứ ma quái gì thế này? Từ lúc nào mà nó đã tràn ngập trong đầu của Hiếu rồi? Hễ anh có ý định từ bỏ mà quay đi, thì bên trong đầu anh lại văng vẳng những thứ âm thanh kỳ lạ. Nó như muốn thôi thúc Hiếu trở lại và mở cái hộp ra. Không được, không được. Làm như thế chỉ khiến Thành thêm tức giận, càng khiến cho tình thế không thể cứu vãn. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Hai thứ suy nghĩ liên tục đan xen, dày vò khiến đầu óc anh như căng lên, chỉ trực nổ tung vậy. Cuối cùng Hiếu thở dài. Thôi thì đằng nào cũng vậy, Thành sẽ không biết ai đã vào đây, coi như là một tên trộm. Nhất định sẽ phải cho sống như bị trộm. Vậy thì... Được cái suy nghĩ đen tối kia thúc giục, Hiếu cười lên nụ cười ma quái, bàn tay đặt lên hai cái chốt cuối cùng của cái hộp, ngón tay khẽ run run dùng lực. Hai cánh tay Hiếu từ từ nâng lên, mở ra cái nút thắt đang dày vò trong lòng anh. Từng hơi lạnh từ trong cái hộp nhẹ nhàng phả ra, lướt qua làn da trên cổ tay còn dính máu khô đọng lại, khiến Hiếu rùng mình. Cả căn phòng chẳng mấy chốc trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Mấy ngọn nến bên kia rung lắc dữ dội, có khi nghiêng hẳn về một phía. Thế nhưng, Hiếu đâu có chú ý đến. Toàn bộ tâm trí anh đang nghĩ đến món đồ đầy giá trị nào đó trong cái hộp. Cái nắp bằng gỗ bị mở ngược về phía sau, hiện ra bên trong lòng hộp một thứ gì đó. Ánh nến rọi không đủ để nhìn được vào trong. Hiếu liền nghiêng cái thùng về phía ánh sáng. Vừa nhìn thấy, anh há miệng ngạc nhiên. Bên trong trống huếch, ngoại trừ một lá bùa đã cũ thì chẳng còn thứ gì khác. Hiếu thất vọng, thở một hơi thật dài. Hóa ra tất cả những điều trước đó đều là do anh ảo tưởng mà ra. Thế nhưng, đột nhiên Hiếu phát hiện cái hộp gỗ đã nhẹ hơn rất nhiều. Anh càng nghĩ càng khó hiểu, không biết nguyên nhân do đâu mà như vậy. Đột nhiên, bên tai anh văng vẳng một tiếng cười. Một tiếng cười đầy ma mị, không rõ nam hay nữ. Hiếu giật mình ngã ngồi sang một bên, ánh mắt mơ hồ nhìn bốn phía. Nhưng tiếng cười vẫn xoay vòng vòng trong đầu, không tài nào che đi được, dù hai tay anh đã ôm chặt lỗ tai. Hiếu vùng dậy, quờ quạng khắp trốn, nhưng cái thứ âm thanh đó vẫn cứ đều đều vang vọng đâu đó, lúc gần, lúc xa. Hiếu vấp chân ngã chúi xuống cái bàn kế ở góc tường. Cũng may là anh đã kịp chống tay xuống cạnh bàn, tránh được một cú ngã chí mạng. Thế nhưng, đập vào mắt anh là một hàng chữ khiến Hiếu vô cùng hoảng sợ, vội vàng lao ra cửa. Phạm Công Danh, sinh ngày.
ở trong căn nhà hoang. Lúc này Danh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cái cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò trong lòng. Anh đưa mắt sang nhìn Thành mà gật đầu, tỏ vẻ đã sẵn sàng. Thành không đáp, vặn cái tay nắm cửa bằng đồng đã két lấy nhau từ lâu. Tiếng kim loại xiết vào lớp cặn gì nghe kèn kẹt đến rợn người. Thế nhưng ít ra cánh cửa còn chịu mở, không cần hai người phải phá khóa để vào. Cánh cửa bằng gỗ chạm nổi rất tỉ mỉ, nhưng lâu ngày đã nhiều chỗ mục đi. Từng đám bột không biết là bụi hay sản phẩm của lỗ mối cứ thì nhau rơi xuống theo từng cái xoắn tay của Thành. Cạch, cái chốt bật ra, cánh cửa từ từ mở. Từng mảng bụi ào ào rơi xuống, đến nỗi dù đã bịt khẩu trang, nhưng cả hai đều gặp người, quay lại mà ho lên sặc sụa. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh từ trong căn phòng thổi ra, khiến Thành giật mình, ném cơn ho mà quay lại nhìn. Căn phòng tối đen, rõ ràng là phòng mặt tiền, nhưng có lẽ bởi vì dây leo che kín cửa sổ, ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài không thể rọi vào nổi, đã biến nơi đây thành ra như vậy. Nhìn những cái bóng mờ mờ của đám dây leo hẳn lên tấm kính, như chỉ trích những bàn tay đang muốn phá cửa chui vào trong đây. Thành rọi đèn vào bên trong, đảo qua một lượt. Danh bên này đã đỡ khó hơn, cũng tò mò mà ngó đầu vào theo. Bên trong, mạng nhện trăng kín khắp phòng, có lẽ còn nhiều gấp bội so với những phòng khác. Mấy tấm vải rèm rách tơi tả, dính lại một góc trên tường. Thoạt nhìn qua như thằng người không đầu bị treo lơ ngừng. Bên dưới đầy những thanh gỗ dài hơn 1 mét, nằm ngổn ngang, chồng chéo cả lên nhau. Nhưng khác với Danh nghĩ từ trước, căn phòng này dường như không phải là phòng ngủ, hay chí ít là trước khi bỏ hoang, nó không phải phòng ngủ, bởi vì anh không thấy có cái giường nào. Đẩy hẳn cánh cửa vào, hai người chờ cho đến khi bớt bụi rồi mới tiến vào trong. Quả nhiên, đây không phải phòng ngủ. Căn phòng khá rộng rãi, còn rộng hơn cả phòng trọ của Danh. Lúc này Danh mới thấy, ở trên nền đất còn có vài miếng lót hình tròn đã cũ đến tan nát. Bông bên trong đã ngả màu vàng ố, rơi rớt cả xuống đất. Ở vách tường, chỗ khuất mắt so với từ cửa nhìn vào là một cái bàn kê cao ngang bụng. Bên trên có rất nhiều món đồ hàng mã đổ ngả nghiêng, có vẻ như nó là bàn thờ của gia đình. Thế nhưng cũng lạ, rõ ràng căn nhà lớn và có vẻ giàu có như thế, mà bàn thờ lại nhỏ bé, không hề cân xứng với gia chủ. Thành hình như cũng bị thu hút bởi cái bàn thờ nhỏ bé ấy. Anh từ từ tiến lại gần. Danh thì không có gì quan tâm lắm, chỉ đứng một chỗ, lìa đèn quan sát xung quanh. Mà chủ yếu là soi về phía cái kính đã bị vỡ vài chỗ, với những đám dây leo thò vào trong. Hùa hùa nhìn rất kinh dị. Nhưng ít ra, chỉ cần nhìn chằm chằm vào chúng, biết chúng là gì thì sẽ bớt sợ đi nhiều. Con người là thế, chẳng có gì đáng sợ bằng chính cái trí tưởng tượng của họ. Ở bên này, Thành chăm chú quan sát cái bàn thờ kê tạm kia. Bằng con mắt của kẻ cùng nghề, chỉ cần liếc qua anh đã biết cái bàn thờ này để làm gì. Nó không đơn giản là một bàn thờ Phật hay thờ gia tiên như thông thường, mà nó để thờ ma. Có lẽ chủ nhà trước là một kẻ luyện bùa, hoặc ít nhất là từng nuôi ma nuôi quỷ mới có những thứ này. Thành dựng bát hương lên để nhìn cho rõ cái lá bùa bị nằm đè bên dưới. Chợt anh giật mình có chút hoảng hốt. Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Anh thò một tay vào trong túi, nắm chặt lấy miếng giấy mềm mỏng trong đó. Không thể nào lẫn được. Anh còn đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của những câu hỏi, thì đằng sau, Danh hét lên một tiếng khiến Thành giật mình quay lại. Làm sao? Có chuyện gì vậy mày? Danh đã tái mét mặt từ bao giờ. Hắn ngã ngửa ở dưới nền đất bụi bặm, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài hành lang. Cái đèn pin lăn lóc bên cạnh, miệng Danh không ngừng lắp bắp, run run không thành tiếng. Nó, con mèo, nó. Thành không hiểu chuyện gì, nhưng cũng chạy vội ra xem. Ánh đèn lê về phía bên ngoài, hai đốm sáng chợt lóe lên trong căn phòng ngủ ở cuối dãy rồi biến mất. Thành định đuổi theo, nhưng nhìn thấy Danh còn đang kinh hồn bạt vía ngồi dưới đất thì lại thôi, liền ngồi xuống cạnh mà hỏi. Làm sao? Chỉ là con mèo thôi mà. Nhưng nó... Thành hơi gắt. Nhưng cái gì? Bình tĩnh lại xem nào. Danh thở dồn mấy hơi,
mới hạ nhịp tim xuống được phần nào. Nhưng mà nó từ đâu mà tới chứ? Mày hỏi thừa. Ở đây là nhà hoang, bọn mèo hoang này thì thiếu gì chứ? Không, ý em không phải thế. Nó lao vào người em từ trong căn phòng này. Mà rõ ràng anh em mình từ khi vào đâu có thấy con mèo nào đâu. Thành nghe vậy cũng có chút rùng mình. Đúng như lời Xanh nói, ngay từ đầu anh đã quan sát rất kỹ. Nếu có mèo thì hẳn là bản thân anh cũng đã nhìn thấy rồi mới phải. Chắc là tại tao với mày nhìn không kỹ. Thôi, đứng dậy đi mày. Đàn ông con trai gì mà nhát cáy thế. Dành bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy, phủi phủi đống bụi dính đầy sau lưng. Mắt lâu lâu lại đảo về phía bên kia, canh chừng con mèo kẹo nó lại mò sang bên này. Thế anh có phát hiện ra cái gì không? Không, chẳng có gì cả. Ai, đúng là, sao chả có giống như em nghĩ gì cả. Rõ ràng người ta bảo chỗ này trước có án mạng cơ mà. Thế mà có thấy gì đâu. Mày nghĩ thấy ma là thích lắm à? Cái thằng đã nhắt cái còn đòi gặp ma. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cứ liệu hồn đấy mày. Dành tức mà không dám phản đối, Thành quay lại căn phòng, nhìn thêm một lượt, cảm thấy không còn gì nữa mới quay lại hỏi Xanh. Mày còn muốn xem gì nữa không? Hay đi về thôi? Xanh đảo mắt nhìn khắp một lượt, căn phòng bốn bức vách cũng chỉ có thế, không còn gì hơn nên đành thôi. Tìm hiểu đến đây coi như xong, cả hai cùng nhau đi xuống, trở ra đến bên cửa chính. Cánh cửa lớn này vẫn khép, nhưng Xanh vừa dùng sức đẩy một cái thì nó lại bật mở ra như không có chuyện gì. Đúng thật là quái lạ, nhưng mà thế lại may. Xanh thở phào đi ra ngoài, thầm làm hít lấy vài hơi khí trời trong lành. Mặc dù bên trong không quá đáng sợ, hay là nhìn thấy ma quỷ như anh vẫn tưởng tượng, thế nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Anh cũng thật không dám nghĩ, nếu thực sự gặp, anh sẽ làm gì? Chắc là ngất xỉu mất. Đang miên man, chợt Xanh phát hiện không thấy Thành đâu, liền quay đầu lại. Vừa định gọi thì đã thấy Thành đứng ngơ ngẩn trước một tấm ảnh treo trên tường. Dành hơi tò mò, nhưng nhìn chỗ đó anh nhớ ngay đến cái bức ảnh mà lần trước anh cũng đã thấy và tò mò y như vậy. À, cái ảnh gia đình nhà người ta ấy anh. Chả hiểu sao mà mỗi lần nhìn em cứ thấy quen quen làm sao ấy, mà không biết giải thích làm sao. Thành không đáp, vẫn cứ đứng nhìn chăm chú. Chờ một hồi Xanh mới réo gọi. Về thôi anh, có gì mà nhìn kỹ thế. Dành định tiến tới kéo Thành đi lúc này, Thành mới giật mình, quay lại đáp qua loa. À, thôi đi về. Thành quay người lại, lựa khi Xanh không để ý, nhanh tay bỏ bức ảnh vào trong túi. Dành không hề hay biết, ung dung đi ra ngoài luôn. Cả hai cùng rời khỏi căn nhà hoang u ám ấy. Vốn đang nói chuyện vui vẻ, Thành đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường, lòng nóng như lửa đốt. Anh một mạch chạy về nhà trong sự tò mò của Xanh. Này, có chuyện gì thế anh? Chờ em cái. Dành hớt hải chạy theo, trong lòng anh cũng lo lắng một chuyện. Không lẽ Hiếu đã bị phát hiện hay sao? Thành đập tung cánh cửa, lao vội vào trong phòng. Trước mắt anh là cảnh tượng khiến Thành khựng lại, hai chân quỵ xuống sàn. Trái tim anh thấy nhói lên như bị con dao đâm xuyên qua vậy. Nước mắt Thành nhòe đi. Anh không dám tin, con mèo yêu quý của mình lại đang nằm dưới đất, trên vũng máu loang lổ đã đông lại từ bao giờ. Phía bên cạnh, cái hòm mà bao lâu nay anh cất giấu đã bị mở tung ra. Vậy là xong, tất cả đã hết. Bao nhiêu công sức của Thành bấy lâu nay đã tan thành mây khói. Thế nhưng, càng đau lòng hơn là kẻ nào đã giết chết con mèo này của anh. Thành muốn gào lên, muốn xé xác cái kẻ nhẫn tâm nào dám ra tay giết hại con mèo của anh. Nó là con mèo anh đã nuôi nấng từ khi còn bé tẹo, run rẩy đi không vững. Nó là người bạn tri kỷ của Thành. Anh vốn mồ côi không cha không mẹ, không cả bạn bè. Nó là người bạn đúng nghĩa duy nhất của anh. Vậy mà kẻ nào nỡ đối xử với nó như vậy? Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bước chân Dành nện trên sàn nghe bình bịch. Thành vội vàng đứng người đóng sầm cánh cửa lại. Có lẽ từ thói quen, anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy phòng mình, nhất là chuyện đang xảy ra trước mặt đây.
Anh Thành, có chuyện gì vậy anh Thành? Anh mở cửa ra em xem nào. Thành cố nén cơn uất nghẹn trong cổ mà nói vọng ra với cái giọng bình tĩnh nhất có thể. Có trộm vào nhà đấy, anh đang kiểm tra xem có bị mất mát gì không. Mày về kiểm tra phòng mày đi. Danh vừa nghe liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không ép thêm, chỉ đáp qua loa rồi trở về. Điều anh cần coi như xong, chỉ cần ngày mai hỏi Hiếu là biết bên trong căn phòng bí ẩn kia có điều gì. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 2 của câu chuyện này. Và diễn biến của câu chuyện thì nó cũng đang chỉ quanh quẩn ở cái việc tìm hiểu về bí mật ở trong cái ngôi nhà mà đã xảy ra cái vụ án mạng cách đây nhiều năm về trước. Và xuất hiện trong phần 2 đó là những bí mật về nhân vật Thành. Danh và Hiếu đang rất là tò mò về đời sống cũng như con người chính xác của Thành là ai. Liệu rằng Thành có chính xác là một người thầy Pháp và anh ta đang luyện những cái loại phép đen giống như Danh và Hiếu đang suy đoán hay không? Và liệu rằng cái hộp mà Hiếu đã lấy đi trong phòng Thành, nó chứa cái gì bên trong? Nó sẽ nói lên một cái bí mật gì? Và có một cái chi tiết mọi người có để ý không? Đó là khi Danh và Thành ở trong cái căn nhà hoang đó, thì đến khi mà hai người chuẩn bị rời khỏi căn nhà thì thấy cái bức ảnh của một cái gia đình. Thì Thành đã rất là kiểu như là chăm chú và nhìn rất là lâu vào trong cái bức hình đó, đến mức Danh gọi mà anh ta cũng không biết liệu rằng cái bức hình đó nó nói lên điều gì, nó có liên quan gì tới cuộc đời của Thành hay không. Thì chắc chắn chúng ta sẽ được giải đáp ở phần 3 của câu chuyện. Và đọc đến hết phần 2 rồi thì thực sự Thuận vẫn chưa hiểu được mọi thứ nó cụ thể ra làm sao cả. Và đây cũng có lẽ là một cái sự khéo léo và sự tinh tế của tác giả khi khiến bản thân người đọc và người nghe càng ngày càng tò mò hơn về những tình tiết, những nhân vật ở trong chuyện. Và nếu như mà chúng ta hiểu ngay ra vấn đề của một câu chuyện thì nó đã kết thúc rồi, chuyện nó đã kết thúc rồi và nó không thực sự có gì hấp dẫn cả. Nhưng đây cũng chính là một cái điều hấp dẫn của tác giả Anh Khoa muốn dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Vâng, và cảm ơn anh Khoa rất là nhiều đã đóng góp cũng như giúp cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm có những câu chuyện để gửi tới quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, chắc hẳn một điều rằng không thể nào 100% các câu chuyện đều có thể làm tất cả chúng ta hài lòng được. Nhưng hy vọng rằng với công sức của Duy Thuận, công sức của toàn bộ ekip, dành thời gian, dành công sức, thậm chí là tiền bạc để tạo ra những cái sản phẩm truyện gửi tặng tới quý vị, thì có những cái thiếu sót gì thì hy vọng quý vị hãy bình luận bằng những lời lẽ, những câu từ văn minh nhất để đóng góp giúp cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm càng ngày càng phát triển hơn nữa. Bởi vì nói thật sự, gần đây Thuận đọc có một vài cái, không phải là nhiều, nhưng cũng có một vài những bình luận khá là khiếm nhã, dùng những câu từ không hay. Và Thuận đã thực sự đáp trả ngay những cái bình luận khiếm nhã đó. Bởi vì Thuận chỉ mong muốn là giữa con người với nhau, không cái gì là có thể hoàn hảo 100% cả. Ai rồi cũng sẽ có những cái sai sót. Thì hãy chỉ ra cho họ cái sai, cái mà khiến cho bản thân mình không hài lòng. Hãy chỉ và đóng góp cho họ để họ phát triển. Chứ đừng sử dụng những câu từ, những câu chữ không hay mà nói thì làm đau lòng nhau lắm quý vị ạ. Đó đấy là những điều Thuận rất là mong muốn. Thuận không bao giờ Thuận cảm thấy sợ hay là ghét bỏ lời chê bai của người khác cả. Bởi vì trong đời sống có người khen thì phải có người chê. Và tất cả những lời khen chê sẽ càng ngày càng giúp mình hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Nên Thuận không bao giờ cảm thấy ngại khi nghe những lời chê hết. Nhưng hy vọng rằng có chê thì cũng hãy bằng những câu chữ, những ngôn từ văn minh và lịch sự nhất. Đó là những điều mà Thuận muốn nhắn gửi tới một vài những bạn mà đã có những cái comment khá là không hay. Hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ Duy Thuận. Và Duy Thuận cũng sẽ cố gắng cùng với ekip của mình đưa ra, tìm tòi và đưa ra những cái câu chuyện hay nhất. Thế nhưng đôi khi nó lại là cái sự cảm nhận của từng người. Có thể là bản thân Thuận đọc thì Thuận thấy nó hay, nhưng có thể người nghe hay là một vài quý vị khán giả cảm thấy nó không hay. Thì đấy nó là cái điều đương nhiên,
Bởi vì nó sẽ là cái bất kể một câu chuyện hay một bộ phim hay một tình tiết hay một điều gì đó trong cuộc đời anh vậy, nó phải tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái suy nghĩ và cái cảm nhận riêng của mỗi người. Đó, nên hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn gắn bó. Quý vị cũng đừng rời bỏ kênh Duy Thuận của kênh Người Dẫn Được Coi Âm chỉ vì một vài cái lý do nào đó, mà hãy góp ý để Thuận hoàn thiện hơn, để những video lần sau quý vị có thể đón nhận những cái câu chuyện thực sự hoàn hảo và làm quý vị hài lòng hơn quý vị nha. Đấy, đấy là điều Thuận muốn nhắn nhủ và gửi gắm. Còn bây giờ thì chúc tất cả quý vị một đêm ngon giấc, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm, tiếp tục đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện ngày hôm nay nhé.